啊，拜拜啊！哦，今天暖和死了。hai ông cháu đi chơi rồi đó. Bữa nay ấm lên rồi cả nhà, ấm rồi. Bữa nay thời tiết ấm hơn hẳn. Em nhổ bên vườn của bà cô này cả nhà. Để hoài luôn, mùa đông để hoài luôn, nó cũng không hơi. Ăn không hết luôn á, một bao á, ăn giờ đang còn gần nữa. Tại mình hầm mồi canh thì cũng không có bao nhiêu hết á. Cũng không phải là ngày nào mình cũng ăn cà rốt. Hôm nay thì em hầm gà. Giờ là em rửa cái phần táo nha cả nhà, hôm nay em mới lấy nè. Bữa nay vào bếp hầm canh gà, mà hầm gà thì không thể thiếu táo đỏ được không cả nhà. Từ ngày em biết đến cái táo size lớn như thế này á là em mê luôn đó cả nhà ơi. Giờ mà thấy táo nhỏ hơn là không có muốn sử dụng luôn á. Không có muốn ăn cái táo nhỏ luôn á. Tại vì cảm thấy là cái táo to này hạt rất là bé luôn. Mà cái phần thịt nó nhiều. Mà thường á thì cái những cái trái táo to á, thịt nhiều như thế này á, thì cái giá trị dinh dưỡng ở trong một trái táo á, nó sẽ nhiều hơn là trong một cái trái nhỏ.
小声你听你的唱你叫我哥打倒一边打倒你sẵn ở trong bếp á nên là em làm món này luôn cả nhà. Cái này là táo đỏ em sẽ cắt nhuyễn. Cũng đã. Bỏ cộng đâm nhuyễn. Tỷ lệ 1:1. Nghệ trắng. Không có mè đen nên là em sẽ bỏ mè trắng vào trong chút. Tại nhà có nguyên liệu nào thì mình làm nguyên liệu đó thôi. Cái này có thêm mè đen thì hai bỏ mè đen hay mè trắng. Nó sẽ lên cái màu rất là đẹp. Cho một muỗng đường. Thêm một cái trứng nha. Rảnh rảnh á mình làm ít bánh ăn vặt cũng được cả nhà. Cái này làm cũng nhanh á, nguyên liệu mình có sẵn á, mình trộn vào thôi. Em sẽ bỏ vô cái khay này để nướng. Bây giờ em sẽ cho vô lò nướng nha. Nướng với lại 170 độ trong vòng 15 phút. Mình chưa xả lăng. Hơi thang rồi mấy. La 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 la, sú la. Sa lâu thì chú quấn tao chăng quơ lần. Trước ạ. Sao mà sao chú ạ? Sao chú chú Hả? Chú mấy chú. Xin dạy. Ba mẹ chồng em định đi chuẩn bị đi 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 mót địa hoàng. Wow. Thái xiang là. Ma chẳng chẳng. Thang thang. Khờ xăng. Yêu hồng zào hoa sưng hay yêu zi má. Thang khổ mà. Sao mừng đi. Ba ba nè. Có là mừng khổ. Hả? Mừng khổ. Cho thật thang thang. Cái này trắng trắng. Ủa căng chua. Trắng trắng. Nát ra, nát ra, hả? Trắng trắng. Oh, why not you put it to her? 怎么样? 行。可好吃吗? 啊，好吃。不香。
thường em làm bánh á, hay là cái gì á, thì thường đem qua cho bà nội Đậu Đậu nếm thử á. Nhưng mà hôm nay bà nội Đậu Đậu không có ở nhà, có mấy người hàng xóm này ngồi ở trước nhà Đậu Đậu phơi nắng nè. Tại bình thường em không có thân với mấy người này á, nên là em ngại mời á cả nhà, sợ người ta không ăn á. Nhưng mà bà dì này bà lên tiếng, bà kêu con làm cái gì ngon vậy, nên là ngại quá thôi đem qua luôn. Tính ra là ai mà ở gần em là em vỗ béo luôn đó cả nhà. Tính em là em có gì em hay cho người này cho người kia vậy đó. Về ba mẹ chồng em cũng vậy á, lúc nãy mới ăn hầm gà xong chưa có xuống bụng nữa là em lại làm bánh tiếp. Thiệt đấy chứ, chắc ông bà nghỉ bụng á, nó định cho hai ông bà lanh luôn hay gì á. Em thì siêng làm bánh lắm, cho nên là cứ vài bữa thì em lại làm một lần. Bữa nào trời ấm áp á là em lại xuống bếp làm bánh, không làm bánh này thì làm bánh kia vậy đó.那个辣，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 那个
好吃啊。嗯，不太甜。嗯，在哪里了？那我这鸡，我前几天刚拿了一个，超市拿了7块钱一斤，6块。可以。嗯。他怎么做的？那个，那招呼都弄不着，没有招呼了。嗯。招呼拿出来，不过这个，这个只有密码是不是？还是？全都是吧。他们怎么做的？那快递没回来。为什么这么好吃？快递。你那儿是看着在哪个什么什么盒子打杂了。嗯，一个一个包子，二干煎柿子，别的一个包子吗？Nó cầm thêm một cái xẻng. Đi đào địa hoàng. Nà bên rắn ra xứ qua là bà. Ấy. Dù rắn xứ là bà. Dù, dù rắn đó tôi sáng mưu. Sáng mưu quán rồi. À. Mình tạo ba. Ba mẹ chồng em kêu ở nhà không có việc gì đi mót địa hoàng tiếp cả nhà. Cái đám địa hoàng ở bên này. Không phải là chỗ bữa. Bên này người ta mới thu á. Nên là đi mót.